appropriately. Light on fire uses candlelight. So they also call it the candle. So they often use it for the oil for cooking. You can use it for skin conditions like eczema, lotion, different things like that. They often take the nuts and the cooking. Okay. So just a bunch of different things. So that's just part of the thing. Dòng xuôi mát qua làng qua xóm tưới xanh ruộng đồng. Có một dòng sông âm thầm bao năm mang nguồn sinh sống qua thành qua phố đến cho mọi nhà. Dòng sông quê ta lá xanh tươi trải lòng ôm bao nhiêu điều phiền não từ chốn trần gian đổ xuống dòng sông phiền não trần gian đổ xuống đời em sông vẫn không trách hương qua tháng năm đông đầy sông vẫn đi êm đềm về nơi biển xa sông bao la cõi lòng như là em đó dù có oan trái có đắng cay trong đời em vẫn bao dung vẫn thiết tha yêu này dù có oan trái trang trại tư nhân. Hiện tại, trang trại là nơi bảo tồn thiên nhiên sinh thái tuyệt tác, rộng 4.000 mẫu Tây, cách thủ đô Honolulu 24 mai về phía đông bắc của đảo Oahu. Trang trại này chủ yếu là nuôi gia súc và trồng các loại cây, ăn trái, rau củ quả, và phục vụ du lịch. Không thể bỏ qua của những người địa phương và du khách khắp nơi trên thế giới về đây. Nơi đây còn được đánh giá cao và có nhiều tour du lịch làm rung động mọi trái tim, mọi lứa tuổi của du khách, như là viếng phim trường nơi dựng lên cuốn phim Tấn tiền thu được bằng tỷ Mỹ Kim, như là công viên khủng long Jurassic Park, hay là trải nghiệm cảm giác mạnh của các bạn trẻ rất yêu thích lái xe đa dụng trên các thế đất, hoặc là một tour ngắn viếng cảnh trí của vườn cây xanh rau củ quả của vườn nhiệt đới, hay là cởi xe đạp dã ngoại hoặc băng qua những thung lũng với những cánh đồng cỏ xanh mượt, hay là trải nghiệm thêm những cảm giác mạnh của những người khai phá như cởi ngựa băng đồng thả lang thang trên những thung lũng, một trong ba thung lũng đẹp tuyệt vời của đảo. Một trải nghiệm thú vị nhất có lẽ là ngồi thuyền băng qua hồ để thăm dò đảo hoang, làm cho ta sống lại những thời quan sơ của thời tiền sử, rồi lên thuyền ra khơi để ngắm cảnh biển bao la,
để ngắm nước biển trong xanh màu lục, màu ngọc bích, hoặc là ngắm hòn đảo có hình dáng chiếc nón rộng vành của người nông dân Trung Quốc cổ xưa. Sau đó rồi vượt sóng với những cảm giác mạnh như vào công viên giải trí đi xe nhào lộn. Đây là một cảm giác trải nghiệm tuyệt vời mà ai thử cũng yêu thích, sẽ được tận hưởng làn gió mát tinh khiết trong lành chạm mạnh vào người rồi len lỏi vào buồng phổi của chúng ta, làm chúng ta có cảm giác như hòa nhập vào thiên nhiên dịu mát, làm ta thấy cả một trời hạnh phúc chan hòa khắp châu thân. Con đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Trong trời đất như cuộc đời không thể thiếu trong con, nếu có đi vòng quanh quả đất tròn, người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên, mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Là tiếng từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ không sống được trăm năm, nhưng đã cho con dư giã nụ cười tiên hoa. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim,
mẹ con yêu là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc, mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn, là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng. Cổ tích thường khi bắt đầu xưa có một vị vua, một vị vua hay một nàng công chúa. Nhưng cổ tích con, cổ tích con bắt đầu từ ngày xưa. Có cứ mỗi lần ra biển Thái Bình là lòng rào rạc nhớ mẹ, nhớ da diết buồn thiết tha, bồi hồi lòng quặn thắt như ai vò xé. Những kỷ niệm ngày xưa là hiện về, thật là lạ, chuyện xưa cũ muốn quên đi thì lại nhớ, và nhớ không thiếu một chi tiết nào. Còn chuyện mới thì lúc nhớ lúc quên. Tuổi già sao mà kỳ cục vậy. Nhớ đến mẹ thì chúng tôi cũng không sao quên được câu lòng mẹ bao la thương con như biển Thái Bình. Và sau đây chúng tôi xin kể lại một câu chuyện ngắn về lòng mẹ đã thương yêu con như thế nào mà kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua. Khi mẹ được đoàn tụ với chúng tôi, buổi chiều rảnh rỗi, chúng tôi hai đứa bà ra bờ biển để nhìn ngắm biển Thái Bình. Vì chúng tôi sống ở miền Nam Cali và trong một thành phố rất gần biển, lái xe chỉ độ 20 phút là đến. Mỗi lần đứng ngắm mặt trời lặn thì bà vui lắm. Có lẽ bà cảm thấy bên kia bờ là quê hương của bà, nơi mà bà còn để lại bao nhiêu hình ảnh thân thương, bao niềm thương nhớ. Tôi nhớ rất rõ, khi còn bé nhỏ, mẹ tôi thường gửi tôi cho bà ngoại để chăm sóc, và bà đi làm ăn xa. Thời gian còn sống với bà ngoại, thì tôi đã ở trong chăn êm nệm ấm, ăn cơm có người đút, ngủ có người vỗ về, quạt nồng ấp lạnh. Đến khi theo mẹ tôi, lúc bấy giờ tôi độ lên 4, thì mới hay mẹ mình rất cực khổ, buông thúng bán mẹt. Hàng ngày bà gánh một gánh rất nặng, một đầu là bếp lò, có một nồi cơm tắm nấu sẵn, đầu kia thì chén dĩa đũa muỗng, nước mắm pha ớt tỏi đường giấm, và một hũ đồ chua, một hũ khác mỡ hành, và một hộp đựng đầy bì gồm có da heo và thịt nạc thái sợi, pha với thính, thính là gạo rang cho vàng và giả nát, cộng vào bì và thịt, rồi nêm một ít muối. Cạnh đó là một chục trái dưa leo và cà chua cùng với một tấm thớt nhỏ. Trước khi rời nhà, không quên xúc một dĩa cơm cho cha tôi, đầy đủ bì, một chén nước mắm
Và tôi thì được một chén cơm nhỏ với một ít thịt heo rim mặn ngọt. Ngày nào cũng món đó, vì mẹ tôi chỉ bán cơm tấm, đôi khi bà còn bán kèm theo bánh mì bì. Thì tôi được một ổ bánh mì nhét đầy thịt ba rọi, đã kho, nêm đường, mặn và ngọt. Trong khi đó, chúng tôi đã không ít lần làm cho mẹ buồn. Hôm đó tôi còn nhớ rõ, mẹ tôi định gửi tôi cho bà hàng xóm trong chừng như thường lệ, thì tôi dở chứng đòi đi theo. Mẹ tôi không cho, bảo tôi phải ở nhà. Tôi trở nên giận dỗi, nên lấy tay gạt chén cơm và dĩa cơm. Chén dĩa bay tung tóe trên sàn nhà bằng đất nện. Mẹ tôi không nói gì, chỉ chảy nước mắt, sụt sùi khóc và hốt tất cả cơm đã đổ đó. Dù cơm lẫn lộn với đất cát, bà dồn cơm lẫn đất cát đó cho vào một cái chậu lớn, đổ nước cho đầy. Xong bà lấy muỗng vớ cơm ra, đổ vào một tô khác, ngồi vừa ăn vừa khóc. Bà ăn tô cơm đó và không để sót một hộp nào. Sau đó, bà mới cầm chiếc đũa ăn cơm, rồi cầm tay tôi, bắt xòe tay ra và đánh ba cái. Xong bà dạy, cơm là hạt gạo do trời ban cho, nhà nông phải cực khổ đổ mồ hôi, trồng lúa, chăm sóc tưới phân, chờ đến ngày lúa chín gặt, hái, từ đồng đem về nhà phơi, rồi bán cho thương lái để họ xay xác ra thành gạo, cho chúng ta hạt gạo để nấu cơm, ăn cho no lòng. Con phải biết công lao cực khổ đó mà quý trọng hạt gạo của trời ban cho. Ông bà xưa dạy, đánh rơi một hạt cơm, về sau chết xuống âm phủ sẽ bị ăn dòi. Cũng cần nói rõ, con dòi là một sinh vật sống nơi bẩn thỉu hôi hám do ruồi sinh ra. Dạy xong, mẹ tôi gọi người hàng xóm gửi tôi cho bà, rồi bà gánh đi. Ngày đó tôi vẫn chưa hiểu, nên giận mẹ và nằm khóc hàng giờ. Đến trưa về, bà mua cho tôi một cái bánh bông lan, thì tôi quên hết mọi chuyện gì đã xảy ra. Cứ như thế, thời gian trôi qua, các em tôi ra đời. Nhìn thấy cảnh khổ cực thức khuya dậy sớm của mẹ tôi để chăm sóc các em, bỏ ăn bỏ ngủ, thay tả vỗ về các em tôi. Có hôm bà thức trắng đêm để đắp khăn cho em tôi bị sốt, cho đỡ sốt. Từ đó tôi mới hiểu mẹ hơn, và tôi nhất định bỏ học ở nhà để chăm sóc em thay thế cho mẹ như cứ thế tôi lớn dần và đi học rất trễ. Dù sao, thời gian qua tôi cũng trở thành một thanh niên trong chiến tranh. Vào lúc khốc liệt nhất, tôi trở thành một người lính xa nhà. Còn mẹ tôi thì vẫn quán xuyến buôn bán tảo tần nuôi các con, các em của tôi. Mẹ tôi là người đàn bà rất khổ vì mất rất nhiều con. Đứa đầu lòng anh tôi mất lúc 3 tuổi vì té giếng chết. Sau đó em gái tôi 13 tuổi đi học về bị tai nạn xe chết. Rồi em trai kế em gái tôi đã lớn tham gia quân đội và máy bay bị bắn rơi, chết mất xác. Sau đó ít lâu, ba kế tôi bạo bệnh qua đời, thì chiến tranh cũng chấm dứt, tôi cũng lại xa nhà. Sau mẹ con chúng tôi mới được đoàn tụ ở xứ người. Ngày ngày mẹ tôi được chăm sóc, được thư nhàn, vật chất rất đầy đủ, nhưng lúc nào tâm hồn cũng vẫn hướng về quê nhà, vì vẫn còn hai đứa con, một trai một gái ở lại. Bà thương nhớ con cháu của mình. Bà thương đứa con trai
còn ở lại, đứa con mà bà che giấu khi đến tuổi nghĩa vụ để phục vụ cho chiến trường Campuchia. Vì che chở cho con, bà đem giấu đi nơi khác mà bà phải bị ở tù. Mãi cho đến khi đem con ra làm nghĩa vụ lao động thì mới được thả ra. Mẹ tôi nửa đời chai lạc, luôn lần chuỗi niệm kinh, nên sau 5 năm đoàn tụ với tôi thì bà xuống tóc xuất gia. Vì cao tuổi nên nhà chùa cho mẹ tôi về tu tại gia để con cháu có thể chăm lo thuốc men. Trước khi từ giã cõi đời độ một tháng, tôi còn nhớ rõ một buổi sáng độ 8 giờ, bà tự hâm nóng cơm ăn bằng lò vi ba. Tuổi đã cao mắt kém vì đã 97 tuổi, nhưng bà vẫn còn minh mẫn. Bà lúc nào cũng muốn tự mình làm lấy mọi việc, tự lo cho mình nên tự hâm cơm. Thức ăn làm sẵn để trong tủ lạnh, chúng tôi chỉ cho bà lò vi ba để hâm. Cho nên hôm đó vì mắt kém, bà bấm nó nhầm số trong lò vi ba làm cơm cháy khét. Lúc bấy giờ tôi ở trong phòng nghe mùi cơm cháy khét lẹt, nên chạy ra lấy chén cơm đã cháy của bà, đổ vào thùng rác rồi làm một chén cơm khác hâm lên cho bà ăn. Và hôm đó trời đã xế chiều, tôi vào phòng thăm bà, tình cờ thấy bà cầm một cốc uống nước bằng sành, một tay che, một tay dùng muỗng múc đút vào miệng. Tôi xin nghi đưa tay kéo chiếc cốc sành ra nhìn vào để xem, thì ơi thôi, mẹ tôi đã ăn cơm cháy được khét lẹt mà tôi đã đổ trong thùng rác trước đó. Thì ra bà đã âm thầm hốt lên và đổ vào chén tách sành đó với nước và múc ra để ăn. Tôi vừa hốt hoảng vừa giận và đã buông lời lớn tiếng la bà một việc mà trước đây tôi đã hứa không bao giờ lớn tiếng với mẹ. Tôi nói gần như quát, cơm đã cháy khét lẹt mà má cũng ráng ăn. Má hốt lên thùng rác, má già yếu, tu hành thì phải ăn sạch sẽ và thức ăn phải tinh khiết, chứ đâu có ăn thứ ăn cháy độc hại và bổ vào thùng rác vừa dơ rồi sinh bệnh. Con cháu sẽ cực khổ chăm lo cho má. Nói đến đó tôi chợt nhớ lời dạy của mẹ tôi ngày xưa: phí phạm hạt cơm, bỏ rơi hạt cơm thì chết xuống âm phủ sẽ bị ăn dòi. Thay vì tôi an ủi bà, tôi lại còn nói con thà lại xuống âm phủ ăn dòi còn hơn để cho mẹ ăn uống dơ bẩn như thế. Lúc bấy giờ bà lặng thinh, mắt mở to nhìn tôi mà không nói một lời gì. Sau đó ít ngày, khi đưa bà đi bộ để vận động cơ thể, tôi vẫn còn chỉ chiếc cằn nhằn mẹ về cái lỗi đó. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi phải là người ăn cho hết cốc cơm cháy khét lẹt đó. Đấy, lòng mẹ thương con như biển Thái Bình là thế đấy. Mỗi người thể hiện một cách. Riêng mẹ tôi chỉ muốn con mình không bị chết xuống âm phủ ăn dòi. Đứa con nào hư hỏng thì mẹ luôn luôn che chở và bù đắp nhiều hơn. Nếu ai có hỏi thì mẹ thường bảo, nhiều đứa con thì phải có đứa này đứa khác. Nó hư dở là vì nó gánh hết cái xấu, cái dở cho những đứa khác. Và nó không ra gì thì tại vì mẹ không dạy dỗ đầy đủ và thiếu sót bổn phận làm mẹ, cho nên con nó mới như thế. Và sau cùng các bà mẹ nói rằng con nào dù què sức mẻ cũng là con do mẹ sanh ra. Ôi lòng mẹ bao la, phải không quý bạn? Tất cả mọi người được hiện diện trên cõi đời này đều phải do mẹ sinh ra.
Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng tôi nói về mẹ là bởi vì chúng tôi nói đến tâm sự của mình, nói đến những đau xót mà chúng tôi đã mất mẹ. Sau đây chúng ta hãy nghe lời của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dạy cho chúng ta về tình mẹ. Theo cái tuệ giác đó thì mình có những cái điều kiện của hạnh phúc ở trong mình và chung quanh mình, nhưng mà mình không có khả năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đó, và mình cứ đuổi chạy theo những cái ao ánh của hạnh phúc, và vì vậy cho nên mình không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên chánh niệm giúp cho chúng ta nhận diện được những yếu tố của hạnh phúc đã có mặt ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và khi mà chúng ta nhận diện được rồi thì chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức, không cần phải nhiều năm tháng. Mẹ là một trong những điều kiện lớn của hạnh phúc. Nhưng mà nhiều người sống không có chánh niệm, nghĩa là không có ý thức về cái sự có mặt của điều kiện hạnh phúc đó. Cho nên dầu sống với mẹ 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm vẫn không có hạnh phúc như thường. Phải đợi đến khi nào mẹ mất thì mới bắt đầu tiếc. Ví dụ như là chúng ta có một cặp mắt đang còn sáng, chúng ta chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được trời xanh mây trắng, cái nét mặt của người thương của chúng ta, và chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức. Đối với những người mà đã mù mắt thì họ không có cái điều kiện đó nữa. Vậy mà chúng ta không có biết rằng có đôi mắt đang còn sáng là một cái điều kiện hạnh phúc lớn. Chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn cái điều kiện như vậy mà chúng ta phải tiếp xúc. Thì cái phương pháp để tiếp xúc đó chúng tôi gọi là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên khi mà tôi mời các bạn trẻ chiều nay đi học về hay là đi làm việc về, thì vào trong phòng mẹ, đừng nói năng gì hết, thực tập thở để nuôi sáng cái ý thức là mẹ của mình còn sống và đang ngồi đó. Nhìn kỹ vào mặt mẹ bằng một cái nhìn thật trầm lặng, cái nhìn của sự tỉnh thức, để biết rằng mẹ còn sống và đang còn ngồi bên mình. Và sau đó đưa tay để cho mẹ dừng cái công việc của mẹ đang làm và hỏi một câu: mẹ, mẹ có biết hay không? Cố nhiên là chúng ta người Á Đông thì ai cũng thấy rằng sự hiếu thảo đối với cha mẹ là một cái đức quý, nó thuộc về văn hóa dân tộc. Nhưng mà không phải là mình nói rằng ta phải có hiếu mà ta tự nhiên có hiếu được. Có nhiều người rất muốn có hiếu nhưng mà không có hiếu được. Vì vậy cho nên phải cần có yếu tố tỉnh thức. Mình tỉnh thức để mình biết rằng đó là một điều kiện hạnh phúc rất lớn, mà nếu mình không thừa hưởng thì thiệt cho mình. Vì vậy cho nên một ngày mai mà mẹ mất đi rồi thì hối hận không kịp. Cái yếu tố của tỉnh thức đó nó cho mình biết rằng mẹ mình là vô thường, tức là mẹ mình không còn ở với mình đời đời. Và khi mình biết rằng mẹ mình vô thường thì mình có thể làm bất cứ một cái gì mình có thể làm hôm nay để cho mẹ có hạnh phúc. Đợi tới ngày mai có thể quá trễ. Và đó cũng là tuệ giác vô thường, để thầy biết rằng thầy đang có hạnh phúc và thầy sẽ làm bất cứ cái gì thầy có thể làm được hôm nay để cho mẹ thầy có hạnh phúc. Tại vì khi mà mẹ có hạnh phúc, mình cũng có hạnh phúc. Cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ là cái hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu mà mẹ chúng ta đau khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hai mẹ con, một trong hai người đau khổ thì người kia không có thể nào có hạnh phúc. Nếu con đau khổ thì mẹ không thể nào có hạnh phúc. Và nếu mẹ đau khổ thì con không thể nào có hạnh phúc. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắn với người trẻ là hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Mình không thể nào đi tìm hạnh phúc riêng của mình được. Khi mình người mình thương khổ đau thì mình phải làm đủ mọi cái để cho người đó hết khổ và có hạnh phúc. Lúc đó mình mới có hạnh phúc chân thực.
Tôi không buồn ra biển nữa. Chỉ khi nào cần thiết như đưa bạn phương xa đến thì cho bạn thăm thú được vui thôi. Cho nên mỗi lần ra biển thì nghe đâu đây câu hát lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rạc rào. Tình mẹ bao la như thế đấy mà chúng ta mỗi khi vì mẹ già, vì lẩn thẩn, vì quên việc, vì vụng về hay lỡ tay đến rơi đồ vật, thức ăn, nước uống, chúng ta lau dọn, lại đem lòng chì chiết, than phiền. Chúng ta cũng nên nhớ lại ngày xưa, khi còn bé thì chúng ta còn có những hành động vô thức hơn nhiều. Chúng ta nên kiên nhẫn, dành nhiều thời giờ cho cha mẹ già, nói nhiều lời êm dịu, an ủi vỗ về. Ôm mẹ cha trong vòng tay và hôn cha mẹ, lúc nào cũng không tiếc nói lời yêu thương. Xin các bạn trẻ thấu hiểu và thương cho chúng tôi. Với tuổi già lú lẫn nên trí óc làm việc rất chậm, mọi quyết định luôn lẫn lộn, nghĩ điều này lại nói và làm những điều khác. Cho nên kiên nhẫn và thông cảm là điều cần thiết đối với cha mẹ già của mình. Người già ăn ngủ không như chúng ta, họ có đời sống rất thất thường. Thức ăn mà cần có của họ là lời thương yêu, chân tình. Cuộc đời rất nhiều nghịch cảnh, tai ương, bệnh tật đến với mọi người không biết vào lúc nào. Vì thế chúng ta nên làm cho mẹ cha mẹ vui, càng nhiều càng tốt. Công ơn của cha mẹ lớn như núi Thái Sơn, chúng ta không sao đền đáp được. Tấm lòng thành kính và yêu cha mẹ để khỏi hối tiếc, hối tiếc không còn kịp nữa. Hôm nay chúng tôi chỉ nói tâm sự của mình, nói đến lòng mẹ thương con mỗi người một cách để thấy rằng cha mẹ mất rồi không sao tìm lại được. Con đã yên giấc, mẹ yên vui sương biết bao. Giọt nước chưa biết được
mình thuộc về biển khơi, đã tan theo ngày nắng, làm mây răng ngang trời, giọt nước chưa thấu được, tư thế là rừng xanh, dưới chân là nguồn cội, nên lên thác xuống gành. Giọt nước đâu nhớ được, mình vốn là dòng sông, sông dạt dào lưu truyền, mặc tình ai biết không. Giọt nước chưa dứt nợ, bên duyên thành kiếp mây, mây bay hoài năm tháng, buồn vui cùng đó đây. Giọt nước còn say ngủ, giấc luôn trầm chiêm bao, sáng nay choàng tỉnh dậy, hỏi chốn đây nơi nào. Giọt nước chưa biết được, gió trần gian vô tình, một hôm mây thành nước, rơi xuống đời lênh đênh. Giọt nước nhớ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười được trắng trong này đi giống như trong những cái phim đây, nó quay mấy chục phim á. Giọt nước nhớ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường. Đi tới. Về biển khơi, đã tan theo ngày nắng, làm mây răng ngang trời, giọt nước chưa thấu được, tư thế là rừng xanh, dưới chân là nguồn cội, nên lên thác xuống gành. Giọt nước đâu nhớ được, mình vốn là dòng sông, sông dạt dào lưu truyền, mặc tình ai biết không. Giọt nước chưa dứt nợ, bên duyên thành kiếp mây, mây bay hoài năm tháng. Hi, smile, wave. All right. Giọt nước còn say ngủ, giấc luôn trầm chiêm bao. Sáng nay choàng tỉnh dậy, hỏi chốn đây nơi nào. Giọt nước chưa biết được, gió trần gian vô tình, một hôm mây thành nước, rơi xuống đời lênh đênh. Giọt nước nhớ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường. Giọt nước giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường. Chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường.
Sau khi chiếc phà cập bến, chúng tôi phải đi qua một đảo nhỏ trông rất hoang dại, rồi lần qua bên bờ bên kia đảo để lên chiếc thuyền nhỏ ra khơi. Tàu bắt đầu lướt trên luồng nước xoáy và sóng mạnh làm chiếc thuyền tung lên hạ xuống một cách ô bà, như mọi người reo hò vì thích thú. Sao đây có hình này nó đẹp lắm. Các luồng sóng nói sai rồi trở về bờ. Tí hồi mèo cho anh kia giúp chị Hai ngồi đây luôn, mà đứng ra xa đó, chụp lúc nãy bị gần quá. Chụp ảnh hoặc làm vệ sinh cá nhân. Rồi sau đó chúng tôi lên chiếc phà nhỏ mà đã chở chúng tôi trước đây. Khi đến bờ nơi xuất phát, chúng tôi ra về mang theo một kỷ niệm chuyến đi thư giãn, hạnh phúc khó quên. Xa xôi đời nhịp sâu
chim bông, mái tuyết sương mong con bạc lòng. Chiều nay gửi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Rơi xuống đời biết là bao sâu trên xứ người, mịt mù sương khói lên hương lũ thủy dương su bóng ven sông. Chiều nay trên bến muôn phương có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường. Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên.